Cây đi mất mẹ rồi. Ăn chưa kịp gì hết đi rồi. Xếp hàng không? Đang chờ chứ. Đang đi vô. Chen à. Cũng đợi người ta đi vô. Em đi. Hôm nay ngày gì chúng ta đi chụp hình. Bút tự giám này là bút hồi xưa của từ xưa luôn chứ. Trường xưa từ hồi còn là trường trường gì tại không trường đại học bây giờ là nguy kỳ liền phần giám là hỏi chồng mua kia có 2 triệu nữa hả? Audio đó là 2 triệu nữa. Bởi vì anh Hãy subscribe cho nãy giờ nãy nói của nhà gì nhà Trần nhà lý nhà lý à phát triển thời nhà Trần Linh lấy gì không biết Trần Linh gì Lê, à, đi, đi. Lý Trần về sao Lý còn Trần Lý Linh Lê Lê nhưng mà Lê mới là tiền Lê thi thi gì vậy quên lúc đầu thi lấy được có người á người lọt cho nó không người ba người ba người đổ đầu còn không lấy lấy phía sau là tiến sĩ đó cái gì sụp chân á cẩn thận á chụp vô đứng chụp đi video đúng không 4 giờ còn mất hết người rồi 4 ồ vậy yeah, cái chỗ gì mà phải chỗ này không? Đúng rồi là trụ rùa mỗi ông rùa là đổ một cái bia tiến sĩ á là một người nào mà được đặt trên bảo vàng á là đổ cái bia đó ông rùa đang ghi danh á.
nó gì vậy? Bây giờ hiện tại giờ mấy đứa mà đi thi sắp sửa thì nó vô rờ đầu, nó rờ đầu, cái rờ đầu để lấy hen, cái phụ hộ đội trì cho con. Ủa là mấy này á, nó nhảy vô mấy con rùa đội trì á, đâu cho mình vô đâu. Bây giờ nó ào vô đại, nhảy vô đại bị bao. Nó ào rùa như cái đầu nó mòn luôn kìa, nó sờ đó. Khóc mưa quá hàng trà. Nó cứ nhảy vô đại nó lấy hên. Là rờ ông nó lấy hên. Bia tiến sĩ văn miếu. Ta chụp hình về cho. Bé giỏi thế. Đây anh thô tâm này. Nghe được nhưng mà không biết nói gì. Thôi em hiểu. Em hiểu rồi chứ nha. Làm khó chi vậy bên kia kìa. Không em hiểu rồi chứ nha. Chiều lê và chiều mạt, cũng còn mấy đứa ơi, cấp 3 hả? Cấp 3 là hình kỹ yếu ha. Kỹ yếu là hình kỹ này mà trước khi đó là trường á. Ờ. Thảo ra sinh con học giỏi nhà nói nhà đầu rùa để được thi đậu.
cây đó mà xứ miền Bắc gọi là cây hoa đạn, Lào người ta gọi là hoa champa. Cây này ở ngoài Bắc này là trồng rất nhiều, đặc biệt là ngày xưa ấy, chồng em trồng ngày xưa uống cũng xa thử lắm. Ông Nabi chỗ đi là tàn chuyện khác. Cứu anh không đó. Không.
Hả? Ủa, tụi nó chết đi.